con nhận nhìn giống con thằn lằn thiệt, nằm ngủ ý như con thằn lằn luôn á. Chết mất rồi. Ôi chà, ý chà, ý chà chà, ngu dậy rồi ha. Ôi chà, trời ơi, thằng lằn ơi, thằng lằn dậy rồi à. Ôi chà 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 chà, trời ơi, tướng ngủ nhìn ý với con thằng lằn luôn á, nằm chìm bẹp luôn á, ý với con thằng lằn à. Hello, xin chào, ôi chà, ôi chà. Thế nào mà cưng vậy nè, ưu cha giỏi vậy ta, trời ơi ngủ dậy tự ngồi vậy luôn à, ngủ dậy là tự ngồi vậy luôn à, ưu cha yêu thế, thế nào mà yêu thế. Mầm 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 khát nước à, dậy uống nước à, sao mà gọi mình ăn chua chua à. Ừ à, yêu chứ nè, yêu chứ nè, yêu chứ nè. Bé hả? Rồi, 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 để bà tắt máy nè. À cha cha cha, em dậy rồi nè, em dậy rồi đó. Trời ơi, em làm gì đó à, em làm gì đó à. Em dậy rồi đó hả? À? Em ngủ dậy rồi hả? Ừ chà, tự nhiên hai cái tóc này nó rụng hai bên, có cái đường lắm á. Tóc nè, tóc bị rụng này nè, sao đây hôm nay có hai cái đường này vậy à. Trời ơi à. Á chà chà, á chà chà chà. Ú chà ơi, con bấm cái gì vậy? Bùm 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 bùm. Ư chà, ư chà, như thế nào vậy ta? Hai con thằng lằn con, một con đỏ, một con vàng. Hai thằng lằn buồn hiu, vừa ngu dậy, đáng ai ngu. Hai con thằng lằn con kìa, hai con thằng lằn con kìa, một con to, một con bé. Hai con thằng lằn con, một con to, một con bé. Hai con thằng lằn con, một con to, một con bé. Uống chu chu chu. Hai con thằng lằn con, một con to, một con bé. Hai con thằng lằn con, một con bé, một con to. Hai con thằng lằn con, một con to, một con bé. Hai con thằng lằn con, một con bé, một con to. Leo lên, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, đứng lên, đứng lên, đứng lên lấy nè. Hai con thằng lằn con, một con to, một con bé. Hai con thằng lằn con, một con bé, một con to. Hai con thằng lằn con, một con to, một con bé. Ya 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 ya. Ấy chà chà, ấy chà chà chà. Ấy chà chà chà. Ấy chà 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 chà. Ấy chà chà chà. Ấy chà chà chà. Ấy chà chà chà. Ấy chà chà chà. Nghỉ vậy cho nó khỏe một xíu rồi mình đi ăn chứ chua nè. À, chuẩn bị đi ăn chứ chua nè. À. Đây. Đây là một trong những đồ chơi mà con rất thích. Tại sao con thích đồ chơi này? Hỏi ba nó thì ba nó nói là làm thợ đóng giày. Nhưng bà nội thì lại bảo là đây là cái búa của thẩm phán, không phải là búa của thợ đóng giày. Có lý không? Có lý không? Đúng rồi. Và đặc biệt là cái gì? Rất thích nghe bà ngoại đọc luật. Đó, vừa nghe bà ngoại đọc luật mà lại cầm cái búa nữa thì tương lai con vào nhà, tương lai muốn làm thẩm phán đó con. Trời ơi. Nè, cầm thẩm phán đi, cầm búa đi.
nè búa con nè, đó, trong cái các loại trò chơi chơi mỗi cái búa thôi. Búa này là búa của thẩm phán nè, mấy hôm nay này tích cực nghe luật của bà nè, mở luật lên là ngủ. Muốn ru ngủ dễ lắm, mở luật bà đọc lên là chưa đến 2-3 phút là ngủ rồi, khỏe ghê. Bây giờ mở nhạc nghe ngủ không thích, mở luật lên đọc ngủ. Liên quan đến nghề nghiệp tương lai của con nè đó, thì giờ tự nhiên nghe luật từ bé để ngủ nè, rồi còn thích cái chơi cái búa này nè, cái búa này búa thẩm phán nè, búa quan tòa nè, tương lai nè, tương lai làm gì vậy mà cầm cái chơi cái búa này hoài vậy hả, tương lai làm gì mà cứ thích chơi cái búa này vậy hả? Bye bye, chưa mẹ chưa về đâu. Nè. Tâm. Tâm 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 tâm. Tâm 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 tâm. Trời búa, thẩm phán cầm búa toàn ngậm không à. Người ta cầm búa để gõ, để cầm búa để ngậm. Búa đút vào mồm vậy đó, đút nguyên cái cán á. Đút nguyên cái cán búa vô xong rồi oẹ. Cho bà cầm cái búa đi. Cầm búa là cầm như thế này nè, gõ thế này nè. Cầm gõ gõ búa toàn nhét vô họng không à, búa đó, đúng rồi gõ vậy đó. Ờ đúng rồi, giỏi. Ừ gõ. Búa bự vậy chứ mà nhét vô được nguyên cái họng luôn á, họng cũng bự lắm á. Thôi đi lấy nước cho con uống nha. Đấy, đi lấy nước cho con uống nha. Uống nước không? Uống nước không? Uống nước à? Đi uống nước à?